Thưa quý vị, bằng thủ đoạn hứa hẹn chạy xuất khẩu lao động sang New Zealand, Trần Hải Dương đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 9 cá nhân trên địa bàn hai tỉnh là Hà Tĩnh và Nghệ An. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hải Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật. Theo tài liệu cơ quan điều tra, giữa năm 2018, Trần Hải Dương sinh năm 1990, trú tại xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh, có quen biết một người phụ nữ rồi nhờ người này làm thủ tục đi New Zealand cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chi phí đi New Zealand là 18.000 đô la Mỹ, đặt cọc trước 100 triệu đồng. Sau 3 tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền. Thế nhưng sau nhiều tháng chờ đợi, Dương đã không đưa người đi xuất khẩu lao động như cam kết. Số tiền của người dân đặt cọc, Dương đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng Trần Hải Dương thì liên hệ với cơ quan này để tố giác. Ép người khác uống rượu bia. Uống rượu bia ngay trong giờ làm việc là một thói quen khó bỏ của nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng 11 tới đây, những hành vi trên có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Vậy khi được áp dụng vào cuộc sống, liệu có thể thay đổi thói quen và hành vi của người dân và đặc biệt là giới mại dâm hay không? Phóng viên VTC4 đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia về vấn đề này. Theo đó, Nghị định số 117 quy định phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với các hành vi uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc học tập và nghỉ giữa giờ làm việc học tập, ép buộc người khác uống rượu bia. Đặc biệt, phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức để xảy ra tình trạng uống rượu bia trong giờ làm việc. Với những cái quy định như vậy, thì có thể nói rằng là chúng ta không phải là ở đâu mà có lực lượng giám sát thì mới bị xử phạt. Thì lúc đó có thể nói là rất là khó. Nhưng mà khi mà xảy ra một cái vụ việc, tôi lấy ví dụ như là một cái cá nhân đi ra đường nhưng mà công an người ta thổi mà anh có cái vi phạm nồng độ cồn mà cao, thì chắc chắn người ta sẽ hỏi anh, và lúc đó mà lại còn vi phạm pháp luật nữa mà gây tai nạn, thì người ta sẽ hỏi là truy ra là anh uống ở đâu, uống với ai, uống như thế nào. Thì chắc chắn là cái hành vi đó người ta xảy ra ở cái địa điểm đó. Thì cái người mà đứng ra tổ chức cái buổi như vậy mà tại cái địa điểm đó, tại cơ quan uống tại đấy, cũng bị xử phạt vi phạm hành chính. Nhiều ý kiến cho rằng quy định xử phạt này có tính chất răn đe đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp và các hành vi ép uống rượu bia. Tuy nhiên, các nhà làm luật cần đưa ra văn bản cụ thể trong từng trường hợp. Hợp mà có một người nào đó ở bên ngoài cuộc, họ quay được clip đó và họ sử dụng nó như bằng chứng để mà đi khởi kiện chẳng hạn, hay là đi lấy cái tiền phạt chẳng hạn, thì điều đó có hợp pháp hay không thì cần phải được xác minh bằng văn bản để cho nó đảm bảo, để tránh tranh chấp xảy ra giữa những người trong cuộc. Chúng tôi cho rằng là nên coi đó cũng là một hành vi mà được chấp nhận để mà cái sự xử phạt đó nó thêm hiệu ứng. Cũng theo đại diện vụ pháp chế Bộ Y tế, những điểm mới trong Nghị định 117 về xử phạt trong lĩnh vực rượu bia sẽ có tác động rất lớn tới các cơ quan tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn tác hại của rượu bia. Quá trình mà tổ chức thanh tra, nếu theo đợt mà chuyên đề mà vào các cái cơ quan mà thấy người ta tổ chức có cái uống rượu bia mà không được phép như vậy, thì cũng có cái cơ sở pháp lý để người ta giải quyết. Và tôi cho là không phải là cái những hành vi như vậy là cứ diễn ra ở đâu thì cũng có thể bị xử lý, nhưng mà chúng ta chỉ cần xử lý một số các cái trường hợp thôi thì nó đã có các cái giá trị liên quan đến giá trị bêu gương chứ không phải là giá trị nêu gương, và từ đó thì người ta sẽ tự nhìn nhận và điều chỉnh được cái hành vi của mình. Nhiều người đặt câu hỏi về tính khả thi của Nghị định 117 vụ pháp chế Bộ Y tế, cho rằng quy định pháp luật ban hành trước hết để định hướng, chứ không chỉ nhằm mục đích xử phạt. Những quy định này sẽ góp phần giảm bớt tác hại của rượu bia, bởi nó đảm bảo quyền từ chối của người không uống rượu bia và định hướng thói quen tiêu dùng rượu bia văn minh, tự nguyện. Thưa quý vị, mới đây lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện bắt quả tang 30 tấn gan mật lợn không có giấy tờ kiểm dịch, đã bốc mùi hôi thối, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.
Toàn bộ 30 tấn hàng này được lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C84378 kéo theo semi remorc biển kiểm soát 51R07363 tại đường Chánh Vinh quốc lộ 1A. Thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Đình Đưa quê Ninh Thuận không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô hàng. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, thực phẩm phục vụ quá trình điều tra mở rộng. Thưa quý vị, cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối qua, ngày 10 tháng 10 khiến cho ngọn đồi trên tuyến đường huyết mạch nối liền hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá, cây từ trên đồi đổ xuống, trôi thẳng xuống lòng đường Sao Bọng, Đăng Hải thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều km. Nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự cùng cơ quan chức năng nỗ lực giải phóng mặt bằng, gạt đất đá cây đổ do sạt lở tại dốc đèo 5 cây. Do cơn mưa nặng hạt, việc giải phóng hiện trường khu vực sạt lở gặp nhiều khó khăn. Ước tính thiệt hại vụ sạt lở đã khiến giao thông bị ùn tắc khoảng 5 km ở hai đầu dốc. Đến gần 22 giờ cùng ngày, tuyến đường mới tạm thời được thông tuyến. Thưa quý vị, được biết trong những ngày qua, trên địa bàn hai xã Thống Nhất, Đăng Hà của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kéo dài đã khiến các mạch nước chảy trong các khe đồi tạo thành dòng lớn làm đất, đá cùng cây cối tràn xuống mặt đường, cản trở giao thông. Do vậy mà bà con cần cảnh giác khi đi qua tuyến đường này. Một vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra vào chiều qua tại ngân hàng Techcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vẫn gây rúng động dư luận. Điều đáng nói, nghi phạm trong vụ việc này là một phụ nữ từng làm ca sĩ tự do và tham gia game show truyền hình. Và trao đổi báo chí ngày hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được đối tượng này và hiện đang lấy lời khai nghi phạm để làm rõ sự việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, quê Bắc Giang. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận do cần tiền trả nợ nên đã đi cướp ngân hàng. Giới thiệu mình là ca sĩ tự do, từng tham gia game show Thách Thức Danh Hài, giành được 2 triệu đồng tiền thưởng. Dù được ban giám khảo chú ý và đánh giá khá tốt, tuy nhiên nhiều khán giả nhận xét phần thi của cô rất là nhạt và có phần lố lăng. Mong muốn dấn thân vào showbiz thì Thắng đã đặt nghệ danh, lập kênh YouTube cũng như là quảng bá hình ảnh mình là ca sĩ trên Facebook cá nhân và tốn khá nhiều tiền đầu tư nhưng lại không thành công. Thật ra ở đây thiếu nợ nhiều, không có tiền trả, Thắng đã lên kế hoạch cướp ngân hàng. Trước khi cướp xong và rời đi cùng với số tiền là 2,1 tỷ đồng, Thắng đã khóa cửa, nhốt nhân viên lại bên trong. Khi lên taxi, Thắng nói rằng đã yêu cầu tài xế lái xe nhanh. Thắng đi đến siêu thị Ion Tân Phú để thay đồ đổi tóc giả. Nghi phạm tiếp tục đến siêu thị Big C để thay đồ lần hai. Sau đó thì Thắng đã đến trung tâm thương mại Vincom trên đường Cộng Hòa để thay đổi diện mạo lần nữa. Và tại đây thì cô đã bị cảnh sát bắt giữ. Và trước đó thì trưa ngày 10 tháng 10, một người phụ nữ đeo khẩu trang, nón bảo hiểm, mang theo ba lô đi bộ vào chi nhánh ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và khi gặp nhân viên giao dịch, nữ tướng cướp đặt túi sách xuống bàn rồi hô to có bom, đe dọa phát hỏa, yêu cầu nhân viên chi nhánh ngân hàng gom tiền bỏ vào túi sách khoảng 2,1 tỷ đồng rồi lên xe taxi chờ sẵn để tẩu thoát. Vâng, và sau khi lấy được tiền thì đối tượng này nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, leo lên taxi tẩu thoát. Và nhận tin báo, công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera an ninh điều tra truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, nghi phạm đã bị bắt giữ tại một trung tâm thương mại và lãnh đạo ngân hàng Techcombank xác nhận nữ tướng cướp đã lấy đi số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng.